Bệnh dại rất nguy hiểm, người bị bệnh dại do chó, mèo cắn, khi bị bệnh dại thì tử vong 100% mà không có thuốc điều trị. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người, chủ yếu qua các vết cắn do động vật mang virus dại. Nếu không điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau: tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Tránh xa chó mèo lạ, chạy rông hoặc có những biểu hiện của bệnh dại. Không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Không thả rông chó mèo, chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm trên da chảy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu lượng virus dại tại vết thương, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn. Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70 độ, cồn iốt hoặc povidone iodine. Tiêm vaccine phòng dại là cách duy nhất để tránh khỏi bệnh dại. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.